đầu tiên thì em sẽ kể cho một câu chuyện nhỏ nhé. Là khoảng 5 năm trước, Bay đã từng đi sang một cái festival cũng kiểu như này. Và lúc đó là Bay còn chưa viết nhạc luôn. Và Bay không hiểu sao bằng niềm tin gì thì Bay đã nói bạn của Bay đứng ở bên cạnh là rồi em sẽ, một ngày nào đó em sẽ đứng ở trên một sân khấu quy mô như vậy và hát bài hát mà em viết. Thì hôm nay là Bay đã, chắc là Bay đã làm được rồi. Nên là Bay truyền cảm hứng cho mọi người hãy thực hiện giấc mơ của mình đi ngay bây giờ. Và sau đây sẽ là bài hát Gió ơi gió à. Tên là Đã Từng, và đây là bài hát
bài này là gần như là chắc là bài dài nhất mà bay từng ra về thời lượng đấy. Đây là bay chưa hát live bài này lần nào. Thì mọi người chill cùng bay nhá. Và sau đây là đã từng. Yeah.
mưa quá trời là mưa luôn, mây đen kéo đến đùng đùng luôn. Và vừa đi thì ai kiểu kiểu tất cả mọi người kiểu cảm thấy mình giàu lắm luôn ấy. Thì đây là bài hát tôi mới nghĩ là nó gần như giống cái câu chuyện đó. Mỹ Trúc Nhan thì là bài Ngày Mây Đen. Bay, những người anh em, những người bạn trẻ của Bay đã sống cùng
làm việc cùng chơi và kể các bạn nữa, kể các cư dân của những thành phố mà sao trong đôi mắt anh
mặc dù là thời gian tập không có nhiều nhưng mà bay bay cảm thấy như là các anh ấy lúc bay con đường sân khấu hết mình lần này cái điều mà hát cuối cùng cái mọi người không có đâu tại vì hát là chưa ra bay sẽ đủ một cái một xíu tất nhiên là cũng là bay sẽ biết và bài hát này thì bay nhớ là không quên đó là bay sẽ nói cho mọi người bài hát đầu tiên đây là gió hơi gió hạ bài hát thứ ba là ngày bay đêm mình đã có gió không mây thì nó có gì ạ may mắn cho mọi người là hôm nay mình ở trong hội trường nha chứ nếu bài hát bài này thì nó sẽ bị mưa đấy bài này tên là lý do của mưa tại vì sao tên là lý do của mưa là bởi vì là có một người bạn ngồi một cái bay nó đang mưa xong bạn lại bảo là mưa kìa bạn bảo là mưa là gió tôi đã ngày đêm tới bạn hỏi bay là tại sao bay chưa biết thì ok, bây giờ biết một bài hát rồi có không có nói một câu là em chưa biết về mưa lạnh lùng như anh và sau đây là lý do của mưa Mọi người sẽ thích bài hát, những bài hát tiếp theo của bay.
ai chưa biết tới bay, chưa nghe nhạc của bay thì hy vọng là hôm nay và tất cả tình cảm của bay thì mọi người sẽ nghe nhạc của bay nhiều hơn, đúng không mọi người? Được đúng không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.